Các dự báo hiện tại của các cơ quan khí tượng trên thế giới về đường đi của bão số 3 vẫn có sự khác biệt, nhưng phần lớn đều cho rằng bão sẽ đổ bộ nước ta. Theo trang Zoom Earth, dựa trên thông tin của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp, bão số 3 sẽ đổ bộ đảo Hải Nam, Trung Quốc vào thứ Sáu, 6, 6 tháng 9, sau đó vào Vịnh Bắc Bộ và đổ bộ gần Hải Phòng, Việt Nam. Bão số 3, bão Yagi có thể đổ bộ miền Bắc nước ta, đường đi dự báo rất gần Hà Nội, ít nhất 13 người thiệt mạng vì bão Yagi ở Philippines, nhiều cơ quan và trường học đóng cửa. Thanh niên nảy như bóng rồi văng xuống đường sau cú tông vào đầu container. Đà Lạt, thông cổ thụ ngã đổ trên tuyến đèo Brand. Bão số 3, bão Yagi có thể đổ bộ miền Bắc nước ta, đường đi dự báo rất gần Hà Nội. Bão Yagi, Philippines gọi là bão Anton, Nhật Bản gọi là bão số 11 đã đi vào biển đông lúc sáng nay 3 tháng 9 trở thành cơn bão số 3 của năm 2024. Lúc 7 giờ sáng, bão số 3 ở cách Manila, Philippines khoảng 441 km về phía bắc, tây bắc theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ. Lúc 10 giờ, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-88 km/h, giật cấp 11, 103-117 đến km/h theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta. Ở Biển Đông, bão số 3 sẽ tăng cường độ dần, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Các dự báo hiện tại của các cơ quan khí tượng trên thế giới về đường đi của bão số 3 vẫn có sự khác biệt, nhưng phần lớn đều cho rằng bão sẽ đổ bộ nước ta. Theo trang Zoom Earth, dựa trên thông tin của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp, bão số 3 sẽ đổ bộ đảo Hải Nam, Trung Quốc vào thứ Sáu, 6, 6 tháng 9, sau đó vào Vịnh Bắc Bộ và đổ bộ gần Hải Phòng, Việt Nam khi ấy, bão số 3 có sức gió khoảng 155 km h là cấp 14. Sau khi đổ bộ, bão đi sâu vào đất liền, đường đi khá gần thủ đô Hà Nội. Còn theo dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA, thì đường đi của bão chết lên phía bắc hơn một chút và bão ở cấp độ 14 sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ninh của nước ta. Ngoài ra cũng có một vài mô hình cho rằng bão số 3 sẽ ngã về phía tây nhiều hơn và hướng vào khu vực tỉnh Thái Bình, Nam Định. Nhìn chung, các mô hình dự báo lớn đều cho rằng bão số 3 sẽ đổ bộ miền Bắc nước ta vào cuối tuần này. Do ảnh hưởng của bão, dự báo nhiều tỉnh thành ở Đông Bắc Bộ và Đông Bằng Bắc Bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội, sẽ có mưa to đến rất to. Tuy nhiên, các dự báo hiện nay vẫn thường xuyên thay đổi. Người dân lưu ý theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng và các bản tin tiếp theo. Ít nhất 13 người thiệt mạng vì bão Yagi ở Philippines, nhiều cơ quan và trường học đóng cửa. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng ở Philippines do bão nhiệt đới Yagi, trong khi trường học và các cơ quan nhà nước ở Manila và các tỉnh lân cận đã đóng cửa vào thứ ba vì dự báo thời tiết xấu. Bão Yagi, được người dân địa phương gọi là Iten, đổ bộ vào thị trấn Casiguran, tỉnh Aurora hôm thứ hai, làm mất điện toàn bộ khu vực. Theo quan chức quản lý thiên tai Olsen Agago, đến 16 giờ cùng ngày, tâm bão nằm trên vùng biển ven bờ thành phố Lào Ác tỉnh Iloco theo bản tin của cơ quan thời tiết nhà nước Bad Asha. Bão có sức gió duy trì 75 km h và dự kiến sẽ di chuyển về phía Tây Bắc qua Biển Đông. Ít nhất 7 người chết ở Antipolo, phía đông Manila do lở đất và chết đuối, 4 người khác mất tích do lở đất và lũ quét. Tại các tỉnh miền Trung, 2 người tử vong ở tỉnh Bắc Sama do lở đất, 1 người chết đuối ở tỉnh Negros Oriental và 3 người thiệt mạng ở Naga, theo thông tin từ các quan chức. Philippines thường hứng chịu trung bình 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới mỗi năm. Thanh niên nảy như bóng rồi văng xuống đường sau cú tông vào đầu container, 6 giây diễn biến kinh hoàng. Vụ việc xảy ra lúc 2 giờ sáng ngày 29 tháng 8 vừa qua. Clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Trong clip, một chiếc xe container đang di chuyển tới ngã ba Chuẩn bị rẽ trái thì bất ngờ một chiếc xe máy do hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm phóng với tốc độ rất nhanh lao tới, tông thẳng vào đầu xe. Cú tông mạnh khiến một thanh niên bị hất văng nảy như quả bóng 4 đến 5 vòng trước khi ngã xuống đường, nằm bất động. Thanh niên còn lại cũng nằm bất động trước đầu xe container. Diễn biến của va chạm được camera hành trình của xe container ghi lại. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ gói gọn trong khoảng 6 giây nhưng khiến người xem kinh hãi. Nhiều người ngán ngẩm với cách tham gia giao thông của hai nam thanh niên. Đà Lạt, thông cổ thụ ngã đổ trên tuyến đèo Brent. Trưa ngày 3 tháng 9, ông Nguyễn Đức Cứ, trưởng phòng kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, sáng cùng ngày, do trời mưa nên dọc theo tuyến đèo Brent có hai cây thông cổ thụ gãy đổ, rất may không gây thiệt hại về người. Theo đó, tại vị trí ngã ba đèo Brent, Trúc Lâm Yên Tử, một cây thông ba lá bị bật gốc ngã đè lên mái che tượng Phật bên triển đồi ở khúc cua rẽ vào khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, hậu quả, mái che bị hư hỏng. Sau khi nhận được tin, phòng kinh tế thành phố Đà Lạt huy động lực lượng phương tiện, máy móc đến hiện trường khắc phục sự cố cây thông ngã. Theo quan sát, gốc cây thông già bị rỗng ruột, xung quanh thân bị mục. Tiếp đó, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, một cây thông ba lá khác dọc tuyến đèo Brent gần biệt thự ma bị ngã đổ. Ngọn cây từ trên cao ngã xuống lề đường, rất may không gây ách tắc giao thông và thiệt hại về người. Cơ quan chức năng nhanh chóng thu dọn cây ngã. Trước đó, dạng sáng ngày 1 tháng 9, cũng trên tuyến đèo Bren đoạn gần cầu cảnh Đa Tân La, một cây thông từ trên cao ngã chắn ngang đường. Cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt nhanh chóng có mặt khắc phục hậu quả, thu dọn cây ngã để không kéo dài tình trạng ách tắc giao thông qua đèo Bren. Như đã đưa tin, trước mùa mưa bão năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã có văn bản chỉ đạo các ban ngành chức năng giả soát những vị trí có nguy cơ sạt lở và những cây thông có nguy cơ ngã đổ để chủ động phòng tránh. Bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đèo Brent mới được mở rộng và đưa vào khai thác từ đầu năm 2024. Dự báo bão số 3 rất mạnh, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương ứng phó. Ngày 3 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành công điện số 86, chỉ đạo các bộ, ngành và 24 địa phương khẩn trương triển khai ứng phó bão số 3 năm 2024. 24 tỉnh thành phố bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình. Sáng 3 tháng 9, Bảo Gia ghi đã đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 3 năm 2024. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 12. Dự báo bão số 3 sẽ tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất trên biển có thể đạt cấp 13 giật cấp 16 trong những ngày tới. Bão đang di chuyển nhanh về phía đảo Hải Nam Trung Quốc và khu vực vịnh Bắc Bộ. Với hướng di chuyển như vậy, khả năng rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta. Đây là cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 24 tỉnh, thành phố theo dõi diễn biến bão, có phương án ứng phó bão kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ, không để bị động, bất ngờ. Thủ tướng lưu ý Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên chủ động thông tin kịp thời, hướng dẫn người dân ứng phó với bão, lũ, có phương án đảm bảo an toàn cho người dân. Hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản ở cả trên biển, đảo, ven biển, đất liền, khu vực miền núi. Trong đó, trên biển, đảo, tùy tình hình chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch. Trên đất liền chủ động di dời, sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống lãnh đạo chính phủ giao bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn theo dõi sát tình hình bảo lũ, phối hợp các bộ ngành địa phương liên quan kịp thời phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy hải sản. bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường thông tin kịp thời về diễn biến bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. bộ trưởng các bộ quốc phòng, công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn ra soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, lũ, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn. Bộ trưởng các bộ, giao thông vận tải, công thương và các bộ ngành có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương, triển khai công tác bảo đảm an toàn các hoạt động dầu khí trên biển, khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các bộ, ngành địa phương triển khai công điện này. Cặp đôi tự gây tai nạn bị xe máy đè lên người, hành động của nam sinh thật đáng khen. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh cặp đôi bị tai nạn khi đi đường gây xôn xao. Theo đó, cặp nam nữ đang chạy xe máy đúng chiều bất ngờ bị bẻ tay lái lao sang phía bên trái đường. Sau đó, xe đã đâm vào chiếc xe tay ga đang dựng ở trước một cửa hàng. Cặp đôi đã ngã sóng xoài xuống đất, bị chiếc xe máy đè lên người không thể đứng dậy. Cả hai dường như khá đau nên ngồi bệt dưới đất, chấp nhận bị xe máy đè lên chân. Sau đó, một nam sinh đã tiến lại gần dựng chiếc xe máy lên. Lúc này, cặp đôi mới có thể tự đứng dậy nói lời cảm ơn chàng trai. Còn nam sinh trước khi đi đã cúi đầu chào cặp đôi khoảnh khắc đó đã chạm tới trái tim của nhiều người xem video. Được biết, sự việc xảy ra vào lúc hơn 10 giờ ngày 24 tháng 8 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Ai cũng thót tim trước màn đi xe nhanh của cặp đôi, đồng thời ngợi khen hành động của nam sinh đã chạy lại giúp đỡ người gặp nạn. May cặp đôi này đội mũ bảo hiểm xịn, chứ chạy xe với tốc độ như vậy mà đội mũ đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mình đoán cả hai cũng đau đớn lắm nên mãi chẳng ngồi dậy được, một nick chia sẻ. Thành viên khác bình luận, qua video này chắc nhiều người thấy được tầm quan trọng của mũ bảo hiểm xịn. Tôi cũng không hiểu vì sao cặp đôi đi lại chỗ đông người mà phóng xe bạt mạng như thế, suýt thì mất mạng. Bản tin xin được tạm dừng tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.